Bà xong cực kỳ xua đó bằng bộ đọc này chỉ tìm cực rập an. Bà xong phát cùng một căn video này mục chí Introduction to Business. Bà hãy là này dừng chỗ đó mà điện tì P đi dừng P Leading and Managing People. Hãy không nói đây dừng chập làm vô bắt đầu tổ lời management muốn. Bà dừng chỗ đó là cái thạc hành thông này P cứ Writer on Management. Bà nè bà nơi từ đây được có một nghĩa là management mà ok chân ở rồi có giới hạn bấy đa management các bạn này chân nhận này miền tốt sản bằng cao cũng nứt cao được bi bỏ bằng cao cũng không miền trả ấn và đại dương miền management dương miền bấy đầm lại cao này nó và vì miền trên bi classical management chỗ đó là scientific management hay nâng modern management bạn. Chẳng lấy dùng mơ phát đàm bị tầm 4 ok, đó là classical writer on management and organization were likely concerned with efficiency. Bà, chẳng nẹ bằng cao trước đây group growth được có nẹ group growth xa mày muốn xa mày bổ rán sự nghiệp cả cuộc sống hay những ông gặp hiếp cứ kể bắt đầu cai dục chất đã từ lớp prosperity và efficiency và chân kỳ từ phù mệnh đồng bây ao vì chấm này ở tịch và chấm này ở tịch miền cấp buôn miền vị thi miền rạch nào sủng pon hu hại và chân cứ ở vậy để nhà cuộc sống tam bài classical kỳ dục chất đã cứ efficiency mà. Và tốt máu dân khơi miên nạc cực rộng scientific và cột bắt đầu cây dựng cho tôi làm bằng time và cột add more role, add more function và hay cơ mà thiết cứ modern management có cái căn tài rất bằng time cho bạch chôn là làm nơ ca này cả đất nguồn mấy chôn khắc là bằng to thiết và ok, à lấy dân từ mơ lục Henry Fayol có chia bây đà group growth này và bây đà group growth tạm bài bởi chia sạc và Henry Fayol có bàn five function of management có bàn đã là ứng rồi có bàn snow là ứng nữ mục nghiệp pram ông pika group growth và chân kỳ đã tha Fayol was an administrator and proposed universal principle of organization và chúng phải dọn lên cột cứ chiên nẹt cục rồng mình nẹt nực nong u sa cam mùi nực nong rụng chạm mùi mà có chuyện chết bà răng mà ok các bạn sna là nơi coca rùm coca tu từ mà mùi sản phẩm ong gặp hiệp chương trình mới hôm nay cái đã tham phải dọn và cột cán nực nong bỏ pon bầm bay rồi sai sầm mùi hay cột sập nương pon bầm bồi rồi mọc hay pram mà các sự kiện lớn lớn thì mùi chập bạn chập bằng phần màn chân nắm ô sa cam chập bằng phần chập bằng bạn khăn nó phải nụ rồi bị chập sự kiện lớn lớn thì mùi là was a French industrialist who put forward and popularized the concept of the universality of management principle. Ok chân có thể chia nè group group ô sa cam nè cục rộng bảo xã cảm ơn nhé để bàn chùm rung hay nâng thơ đã là nơi tốt nặng tu từ mũi ông bí cô ca này cả cục rộng mà ông bí management principle. In other words, the idea that all organizations could be structured and managed according to certain rational principle và rưu co như anh gì miếng thiết bản tha cứ chia con miền tôi sẽ nạ tha group ong cập hiệp tầng ó cua tệ ai rịp chăm chia ra chân là sản phẩm nâng group cổng đòi dông tổ tam cô ca xong hai xong phó chức bản lộ mùi bạn có đại chỉ ru mau chỉ universal mà có đại cô ca tha nâng cứ ai apply all organization ai apply all nế ok rồi tha Fayol himself recognized that applying such principles in practice was not simple. Chẳng Fayol khuôn ấy nâng cột bàn tựa tùa sqoal thà
ca đại vô cô cả vô từ thôi cả nó quạt nó vi ở mình chỉ được nghỉ suốt đi mà còn bạc cả cô cả tha ông gặp phi tập trong ó ai nâng vô anh nâng từ apply từ anh quạt cả đầu chó bạn ta vì mình chỉ được nghỉ suốt đi vô cô cả từ anh quạt nó vi từ transform vi từ phát đồ vi từ miền bạch chạy cả tê miền ấy chả ăn bạn ta còn tham ní cứ chỉ ca này nó rùm rồi bỏ quạt. Okay, that has seldom do we have to apply the same principle twice in identical condition. Ba, cái này có tham we pop ba này, ba nó không ca and what cool ca tận đại nó không sát hàn đập hiệp đại vì lúc ba bẩn nó không sát hiệp ba bẩn để dùng trọc phơi cool ca nâng hai vì mình sợ bạn chụp chế và dùng vô apply từ mà đoan thiết còn nơi tại tập tool bạn mình sợ bạn phải lo đây nó bị miền đường trắng nè. Okay, allowance must be made for different and changing circumstance mà trắng cả phạt đố cả phát đòn ao xin xin rồi có cái dục tôi snap xin xin máu vì tại tầm miền này được không sẽ thành phim xin xin nhu và trắng cái này ní miền này tha cô ca để còn lực láng vì mình men ai ăn vật ban và sau group ông gặp phim tăng ăn thế còn là tháp phía trên cứ ai thôi cả ăn vật ban và ok bằng phụ tạm à lấy dùm bằng to à lấy dùm à cô ca tu tư bằng quạt năng dạy khám này. For your classify five function of management which apply to any organization và chứng phải dỗ các bạn bài chạy và các bạn bài chạy một nghìn này cả cục rộng chỉ pram và một nghìn này cả cục rộng chỉ pram đồng bây an award the group ông cấp tiếp và những cô ca room một quạt và thấy đôi cột bị chặn lưới cột tha vì ai lục ba và vì ai lục ba vô stand phía xin như mình ai nè pra cô ca tận đại nó từ tận đại ban thì bà xin chỉ vì ở tổ ban chủ chế luôn vì tới tầm ca phạm đô từ tám stand phía ok ta lấy tôi chỉ rằng là cái đó dùng từ tại success và yul ông pi cô ca room robot có sân ní xem ra phải yul nè phải yul có chỉ scientific management. Ok chân ní cứ chỉ function bà con miền pram và lơ bị nẹt bằng cả từ đây group ông mùi chấm nuôn mà còn mình đã buồn này chẳng thấy mà nên mình prám là dùng cua chạm vào được như vậy mà thì mũi cứ planning mà nẹt group ông từ che rịp chạm phải cả thì mũi và nẹt group ông che rịp chạm phải cả mình toàn bàn bằng pinh một nghĩa trên nẹt group ông thì không nút xích là cái thứ hai disinvolve determining objective and strategy policy program and procedure for achieving those objectives for the organization and its subunit ba អញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកំណត់នៅគោលបំណងផ្សេងផ្សេងយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយកម្មវិធីហើយនឹងនីតិវិធីបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវកំណត់អារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគោលបំណងស្អីដែលយើងចង់បំពេញបាទយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចមានគោលនយោបាយយ៉ាងម៉េចមានកម្មវិធីយ៉ាងម៉េចនិងនីតិវិធីក្នុងការអនុវត្តយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសម្រេចបានគោលបំណងទាំងនោះនេះគឺជាមុខងារទីមួយរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងទី2បងប្អូន organizing អានេះស្មុគស្មាញយ៉ាប់ជាងគេបាទធ្វើផែនការឲ្យត្រូវចេះចាត់ចែងមក organizing organizing បាទអញ្ចឹង organizing យើងមានអីខ្លះទី1គេថា establishing structure of tasks we need to be performed to achieve the goal of the organization. Okay. បង្កើតនៅរចនាសម្ព័ន្ធការងារអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចេះរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីបំពេញផែនការណាមួយបានវាត្រូវអនុវត្តការងារអង្គការងារដែលអាចអនុវត្តទៅបានត្រូវមានរចនាសម្ព័ន្ធនេះក្នុង management ធំណាត្រូវមានរចនាសម្ព័ន្ធនោះបាទក្នុងការដឹកនាំគេមិនសូវត្រូវការរចនាសម្ព័ន្ធទេប៉ុន្តែក្នុងការគ្រប់គ្រងដាច់ខាតត្រូវមានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបានច្បាស់លាស់អូខេអញ្ចឹងត្រូវរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធការងារដើម្បីអនុវត្តសម្រេចបាននូវគោលបំណងរបស់អង្គភាពបាទក្នុងនោះមានខ្លះមាន grouping these tasks into job បាទអញ្ចឹង
promote ca nghĩa để đối đối khnía để pẹp quan khnía từ chỉ kịch ca dừng hai tháng tháng là kịch ca và do kịch ca tặng ó mùi mùi tôi để pẹp quan bộ quần chỗ khnía chỉ cấm khai từ chỉ ca nghĩa mùi hay à sai nhỏ bộ quần là mùi dừng tự ok và chẳng bắt đông này kịch ca cho từ chỉ ca nghĩa sầm rap ao bộ quần là mùi thuế bộ quần rước cả crom này bộ quần là mùi thuế ok chẳng chẳng anh ấy vừa cả job ở bộ quần mà allocating job to section and department và tạo mà thiết ca nghĩa nó thử tại do tạo nặng nực nông này rư có nội dụng cả than na mùi nè ca nghĩa nó từ ao này là thuế ca nghĩa nó từ ao nội dụng than là thuế ok ok và tao mà thiên miên delegating authority to carry out the job và phát tê rồi có bắt đầu phụ cắm nơi anh nhà thô bắt đầu phụ cắm bắt đầu nơi anh nhà thô dù mà chỉ chơi khi nhớ anh nhà thô và đâm bây ở phụ kế ai thuê càng gì bạn thuê job bạn job nó chỉ càng gì rùm thông mùi là không job nó bị miên task và chỉ chả là and providing system of information and communication for coordination of activity បាទអូខេណាអញ្ចឹងរៀបចំនេះគឺត្រូវតែរៀបចំលើប្រព័ន្ធនៃព័ត៌មានមួយលំហូរនៃទិន្នន័យបាទលំហូរនៃរបាយការណ៍អូខេហើយនឹងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងឃើញហើយអញ្ចឹង organizing នេះគឺត្រូវរៀបចំឲ្យអស់អានឹងហត់ជាងគេបាទមុននឹងការងារចាប់បានចេញធ្វើគឺត្រូវ organize ឲ្យអស់សិនបាទអូខេសម្រាប់ធ្វើការសម្របសម្រួលនៃសកម្មភាពទាំងឡាយឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងឃើញមានរចនាសម្ព័ន្ធការងាររចនាសម្ព័ន្ធកិច្ចការបាទកិច្ចការទាំងឡាយដើម្បីអនុវត្តហើយក៏យកអាកិច្ចការនេះពូតផ្ដុំចូលគ្នាខ្លះទៅជាការងារការងារនឹងទៅដាក់ទៅឲ្យសម្រាប់បុគ្គលណាមួយហើយបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងឬក្រុមហ្នឹងវាត្រូវស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកណាមួយបាទបន្ទាប់មកដេសិតឲ្យគាត់ធ្វើបាទហើយនឹងធ្វើប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលត្រូវរៀបការតំណែងតំណងនិងសម្រាប់សម្រួលកិច្ចការនេះ organizing បាទបន្ទាប់ពី organize ហើយត្រូវចេះបញ្ជា commanding បាទអញ្ចឹងមានទស្សនៈមួយចំនួនខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះអ្នកគាត់រៀបចំណែនាំនឹងទេប៉ុន្តែគាត់ដាក់ថា leading បាទ leading planning organizing and leading ចឹងសម្រាប់ Fayol ដោយសារគាត់ជា scientific អញ្ចឹងគាត់អត់ថាមាន leading ទេគាត់ដក leading ចេញគឺគាត់ដាក់ថា commanding បញ្ជាបាទចឹងអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវបញ្ជាឲ្យគេធ្វើប្រើឲ្យគេធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងបាទចឹងនិយាយមើលក្នុងនេះគេនិយាយថាម៉េច giving instruction to subordinate to carry out task for which the manager has authority នេះគេថា to make decision and responsibility for performance បាទអញ្ចឹងផ្ដល់នៅការណែនាំប្រាប់នៅការណែនាំទៅដល់បុគ្គលិកដើម្បីអនុវត្តកិច្ចការបាទកិច្ចការទាំងឡាយលម្អិតតិចតួចហ្នឹងបាទដែលអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវមានAuthority ត្រូវមានអញ្ញាធិត្រូវមានសិទ្ធបាទក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងទំនួលខុសត្រូវក្នុងការប្រតិបត្តិបាទទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិនឹងបាទអូខេអញ្ចឹងត្រូវបញ្ជានិយាយរួមមកថាអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវតែបញ្ជាឲ្យគេហើយអាចផ្ដល់អញ្ញាធិទៅឲ្យគេធ្វើជាដំណាក់លក្ខណៈនឹងបាទអូខេបើខ្មែរយើងនិយាយប្រើប្រើអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវចេះប្រើគេអត់រង្វល់ទេអត់សនោមពរទេប្រើពួកឯងនៅក្រុមរចនាសម្ព័ន្ធនេះមកធ្វើការជួលមកគឺត្រូវប្រើអាហ្នឹង manager គេនិយាយចឹងក៏នឹងសម្រាប់ទស្សនៈ file ណាបាទហើយមួយទៀត coordinating បាទ coordinating សម្របសម្រួលបាទសម្របសម្រួលខ្មែរយើងថាធ្វើឲ្យស្របធ្វើឲ្យស្រួលបាទសម្របហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យស្របហើយសម្រួលហ្នឹងធ្វើឲ្យស្រួលសម្របហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបើយើងនិយាយតាមបញ្យលតាមភាសាខ្មែរហ្នឹងណាបាទសម្របហ្នឹងវាថាធ្វើឲ្យស្របទៅតាមផែនការទៅតាមគោលបំណងសម្រួលមានថាបើវាស្របហើយត្រូវឲ្យដើរនឹងកុំឲ្យមានជួបបញ្ហាអូខេតោះឥឡូវយើងមើលថាម៉េច harmonizing the goal and activity of individual and group within organization ខ្មែរយើងថាស្គដុំបាទ
ហើយមិនអីស៊ីនេះសុខដុំបាទសុខដុំពាណិជ្ជកម្មធ្វើឲ្យមានភាពសុខសានរស់ជាមួយគ្នាបានបាទរវាងគោបំណងនិងសកម្មភាពដែលធ្វើហ្នឹងឲ្យវាស្របទៅនឹងគោបំណងដែលយើងកំណត់បាទរបស់បុគ្គលនីមួយៗឬក៏ក្រុមនីមួយៗនៅក្នុងអង្គភាពហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក្រុមទាំងឡាយបុគ្គលទាំងឡាយក្នុងអង្គភាពធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយដើម្បីអនុវត្តកិច្ចការងារយ៉ាងម៉េចក៏ដោយទៅឈ្មោះទៅកាន់គោលបំណងរបស់ក្រុមហ៊ុន Management must reconcile difference in approach, effort, interest, and timing. Okay, in favor of overall share goal. Reconcile. Nếu vụ thi sắp xin xin, nếu vụ thi sắp xin xin, nếu kích công bằng bằng xin xin, nếu chấm nắp ở râm xin xin, cũng bởi dọc xin xin, nâng bê vì lìa. Có trời xâm rùl ở cái càng nghị tượng ở này. Bà bình thật mơ, hãy xâm rùl tượng ở này. Đâm bây ai vì xóm xóm, tờ tam, cô bầm nón rùm, tặng ơ, rô bỏ ngập hiệp. Tặng ơ, tặng section, tặng subsection, ấy lạng nâng lạng tặng ơ. Chúng nhà cung cấp từ miền sầm mặt phía sầm rộp sầm rùa nâng ao vi sọp tam cô bầm nòng bảo phẩm lục chọn tế sẽ cam mặt phía để thuê từ chấm này xuân thiên tràn hái mặt đỏ cô bầm nòng thiệt phong bà và mũi trong cầu nhà cung cấp từ trẻ cứ controlling này cứ một người tiệp pram cái đặt hàng trong cả controlling cứ cả trục nhất bạn trong này miền measuring and correcting the activity of individual and group to ensure that they performance that the the performance is in accordance mà accordance with plan chẳng cái tham từ vô quên hai nâng thư ca cài đầm rưu từ lưu xa cà mập hiếp rồi bỏ bộ khuôn đi muối nâng chrome cài xa bộ ai chỉ bộ khuôn đi muối thì có ai chỉ chrome của mình biết là chỉ section chỉ department bạn chúng có thể hòa về hỏi có cài đầm rỡ bà xin chỉ vì mình ló nhưng thời thưa cài đầm rỡ và từ lưu sẽ cầm một phía rồi bỏ con mùi mùi đi cầu bộ côn mùi mùi nặng đâm mây bằng chạy thá bu kê ban pro tập bắt đầu dôn tổ tám phải là cài nhé chẳng dừng hòa về hỏi ó dương khơi tham mình thầm thấy dừng cài về nhé ở lấy thưa màu đang ạ phải là cài dân chọn bạn đọc ở lấy bàn tập bằng bầy thì nhé chẳng vì miền rừng vì tiếp mình bàn xâm rách đời xa đường đi đi chẳng tỏ nên thờ correction vì ai bạn deviative from plan are identified and correct ba chứng với đề là viết chính rồi có việc absorb tận năng phản cá dân tự tại cầm nọ được hơn hay nên tự cài vì ở bàn ok một phần chẳng là cũng không cứ miền làm lại cả phản năng chọc mùi kịch càng nghe mùi mùi project mùi ai và mùi project xâm lại anh cô đã mùi cùng nó mùi short term objective rồi có medium term goal rồi có long term goal để cho đàm năng chẳng là không đồng nào cả tiếng project tiếng organization có nói nhưng trời này cũng không tất cả miền plan chẳng mà hay là cũng dùng miền level tràn thiệt nè vì miền dùng tất cả miền first line miền middle line miền top line như nâng và chẳng phụ nâng tôi chỉ dạng này đó có thời tầm miễn nửa một nghĩa tiếng tầng phạm này ok ok bằng bộ tóc này chỉ tìm một trời chẳng không nít khi miễn càng này nòm thay một tích thiệt bằng bộ cái thay you may be stuck by two key omission from your classification from a more modern viewpoint mà chẳng cái thay nè dương tóc này phải chỉ ai nửa nửa smoke smile nửa kén tờ lưu chùm được bí để bạc và bắt cho nước pi này không một người đi đại phải dỡ ban cầm nọ nắng vía bắt tranh pi tô sản nè sản phẩm nè cục krong tạm bài tầm nơi và modern modern viewpoint mà chẳng có đã pram đi hái và xin chỉ nè ca cục krong tạm bài tầm nơi kiểu miền pi bên thành thiệt và miền ý thiệt một phần mình đi motivating mà motivating ក្នុង modern management គេនិយាយថា គ្រប់គ្រង ទៅចេះ motivating តែ Fayol គាត់ ជា អ្នក scientist អញ្ចឹង គាត់ អត់ ទេ គាត់ ដក នឹង ចេញ បាទ គាត់ថា is not mentioned បាទ អញ្ចឹង ការ លើកទឹកចិត្ត មិន ត្រូវ បាន លើក ឡើង នៅ ក្នុង មុខងារ របស់ អ្នក គ្រប់គ្រង ឡើយ បាទ
And they assume that the subordinate will be carrying out tasks when commanded or instructed to do so, regardless of whether or how far they may want to. Bà, chẳng nhạc lục rộng, cái này cứ khi sản mặt bài này tham, bộ cơ lực thật là thuê càng ý. Bà, nó phê là dương mình chỉ rất có nai nôm ở thuê. Bà, tôi chỉ có chọn được mình chọn cả đời thật là thuê. Bà, rồi dương nhạc lục rộng thật là mình chỉ càng ý bài năng. Bà, ok, ní, khăn ông tôi sẽ phải dấu dương lực lại tới bị bạc năng muối. Muốn chứ communicating, bì, nè, communicating là tham. Is not mentioned được nhỉ? Mình bàn lực lang được nhỉ? Bẹp quan như mình cả tầm này tầm nồng. Although this is implied by the process of commanding die, giving instruction, coordinating, share information and controlling, giving feedback. Okay. Chẳng ai tầm này tầm nồng. Nắng quân tập ban đời xa tại viết tập ban thưa được nông đồng nai cá thì cả bình chia. Cả nam bình chia nắng cứ tầm này tầm nồng này. Prap quan miền để xin xây hơi. Okay, I use some rocks and room with it. Grab be commanding, we mean coordinating, and then we chat on late in the bottom of the and I got my chip night communication. Nick Nong, Mook Near of Fire. Okay, but Jung, Tony, Chi Mook Near of Fire, dial the man look long, Nick Nong, Cack of Grown, Nick and Lock, Crossing Grim Lodi, Lodi Moinung, by chẳng được bên nó cứ cài được trên các phái sa cam tầm nữa trả ơn mà hay cài cục rong từ tại đầu từ lời bớt sự tập hiệp bớt sự tập hoa phong mà ok bạn chẳng nhom xong bạn chấp là các bậc hai nhom pi anh writer on management panason mà xong bằng phần trung tâm tổ sản được sai video bản to đây dương đường bản to lực là nhom pi leadership mà. Đó là management kiếm sống bằng chấp hành này mà. Sống bằng con chán và sống dùng điệp đi.